quần áo bị quần hơn đến đây à, mục đích là đi tìm tài sản rồi cứ làm đi. Thì khi mà tới nhà của Bu, tới nhà Bu có điện thoại chứ không. Nghĩa là có lực đồ đó có bị đâu không. Rồi nãy xin ý định là lấy cái đồ sắt đó. Rồi, rồi sao nữa? Rồi cách thức đó làm sao? Quần áo bị bắt quần hơn à, mục đích là đi tìm tài sản rồi cứ làm đi. Thì khi mà tới nhà của Bu, tới nhà Bu có điện thoại chứ không. Nghĩa là có lực đồ đó có bị đâu không. Rồi nãy xin ý định là lấy cái